chắc là mình sẽ thuê ở đâu đó ở 20 năm. Thì em không nghĩ tới việc là em sẽ phải dọn nhà mỗi năm như vậy. Em không nghĩ là em phải dọn đi anh. Trời ơi, nó buồn mà nó tiếc gì đâu luôn á. Em thích cái nơi nào mà em ở á, em gắn bó vậy á, thì ở 2-3 năm, 4-5 năm cũng được. Chỉ muốn dành dụm tiền đó để làm việc khác. Chính đầu tư YouTube này kia nè. Cho nên mong là cả nhà sẽ ủng hộ cho tụi em. Hello, chào mừng các chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Cả nhà ơi, hôm nay là một cái clip mà phải nói là cũng không biết phải nói cảm xúc thế nào. Thì đây là căn phòng mà gia đình mình ở trong suốt một năm qua. Đó, bây giờ là mình chuẩn bị dọn đi chỗ khác, đúng không em? Đúng rồi, phải chia tay chỗ này thôi. Cả nhà ơi, mình đã dọn được cái bếp nè, dọn được phòng ngủ nè, tủ quần áo, rồi phòng khách. Và bây giờ là cái cuối cùng, đó là cái phần hàng của mình. Đó là phần này, để mình mang lên mình giao cho khách, những khách ở thành phố. Và đây, chậm chéo. Trời ơi, quá trời. Xuống dưới ha, với lại thùng đóng hàng của mình luôn. Đây là cái khu vực cuối cùng rồi. Dọn dẹp rồi mình mang xuống nhà mới. Đó, thì đây là những cái món hàng mà mình xách đi luôn này cả nhà. Có người đặt 10 hũ nè, còn bên kia là cũng tầm 7 hũ á. Đó, thì nãy giờ là vợ chồng mình cũng như là mẹ vợ của mình á đã cùng ở dưới quê lên luôn để mà dọn cho nhanh luôn á cả nhà. Cũng rất là cảm ơn mẹ vợ của mình ha. Đó, còn đây là những cái món mà mình dọn, mình sẽ để phân theo khu vực. Đó, đây là quần áo nè, còn ở bên đây là mấy cái đồ lặt vặt, mấy cái nước rửa chén rồi xà bông. Còn bên đây là trong nhà tắm nè. Đó, đây là căn phòng mà mình ở suốt một năm qua. Trong kia là cái góc làm việc của Funny Hùng rồi cả nhà. Đó, chỉ có cái máy tính rồi cái ghế, cái bàn ngồi thôi. Nói chung là rất là buồn khi phải chia tay chỗ này anh ha. Ừ. Và mong là mình sẽ thích hợp với cái nhà mới. Và mình sẽ phát triển hơn khi mà mình đến một cái vị trí mới. Thì bây giờ mình cũng làm một cái clip dọn nhà cả nhà ơi. Dọn nhà ở đây thì tuy là có buồn thiệt nhưng mà mong là mình qua nhà mới sẽ gặp nhiều may mắn. Còn bây giờ thì mình sẽ mời cả nhà đi xuống căn nhà mới coi thử thế nào. Căn nhà mới thì nó, diện tích nó sẽ không rộng bằng cái căn này, nhưng mà nó có những cái mà mình thấy cũng thích hợp với vợ chồng mình, cho nên là mình quyết định dọn đến đây ha. Rồi bây giờ mình dọn đi nha. A few minutes later. Đó cả nhà, nãy giờ mình cũng dọn được mớ rồi. Giờ quá trình mình sẽ chuyển từ bên nhà này. Em ra em lấy này vô luôn em. Nó dựng cửa đóng á. Cửa đóng, cửa đóng. Tao đã kêu quay. Rồi vô. Thì cả nhà ơi, đây là căn phòng mà sắp tới vợ chồng mình sẽ ở. Giờ mình sẽ vào trong và cho cả nhà coi bên trong căn phòng nó như thế nào nha. Để cả nhà coi một cái căn phòng tiêu chuẩn ở chung cư thì nó sẽ như thế nào. Hello. Em đang làm gì vậy? Em đang dọn đồ lên hồi nãy là xếp đồ vô rồi em lại. Đây là những món bên bếp, nồi niêu son chảo. Nhưng mà chắc anh nghĩ là em khoan dọn đi mà em giới thiệu sơ qua cho cả nhà coi cái chỗ mình ở thế nào nha. Đây là khu vực của em. Nó không được vô nha. Đây là nhà bếp nó nhỏ như vậy thôi thì em thấy rất là tiện luôn. Mình sẽ hạn chế được cái việc bày bừa ra. Đúng rồi. Bày đổi rất là cực luôn. Nói chung cái này là căn mình thuê là người ta làm sẵn đầy đủ hết như vậy luôn đó nha. Đây là cái kệ để dép nè, nón bảo hiểm. Đó, giờ đang lau dọn. Này để mấy chỗ này mình để mấy cái nồi nè, hoặc là mấy cái chảo á. Rồi còn bên đây là kệ để chén. Phòng ở đây là sẽ có 3 máy lạnh nha cả nhà, và 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh luôn. Đó. Đây là view nè. Anh, cái phòng ở đây á, được cái là cái máy lạnh á, và người ta sẽ lắp cho một cái khung như vậy để không có bị lòi ra ngoài cái chiếm diện tích của mình. Thì em thấy cái ban công ở đây nó sẽ rộng hơn ở dưới. Cả nhà thấy sao? Đã chưa? Có cái này là mình để con nít đó cả nhà, nó không có leo nguy hiểm. Bên kia là những cái block khác cả nhà, những cái căn chung cư khác. Với lại cái này là cái view hồ sinh thái nè, nó sẽ có hướng gió vô
chiều là nó mát lắm. Đó cả nhà thấy không, bên đây là không gian cây xanh cũng như là cái hồ nước á. Đó. Đó bữa mình quay clip hộp vịt lộn dưới đó đó cả nhà. Đây là trong khuôn viên thì ở đây cũng an ninh lắm. Cả nhà sẽ phải qua một cổng bảo vệ trước, rồi sau đó vào trong đây thì tới một cái cổng này là để vào cái khu của mình nè cả nhà. Rồi vào tới cái cổng này là bảo vệ phải hỏi thẻ, nếu cả nhà có rồi mới vào được tới bên trong. Còn bên đây là có bể bơi luôn nè. Con mình buổi chiều á, nếu mà bữa nào rảnh mình thường hay cho hai đứa nhỏ ra đó bơi. Mở cửa ra. Anh đang cho cả nhà coi sơ qua cái không gian mà cái không gian khuôn viên mà mình ở. Đây chắc sẽ là khuôn viên của anh nếu như mà anh đi nhậu về trễ nha. Trời ơi. Cho mình ra ngoài ngủ luôn cả nhà. Đây là cái phòng khách nhưng mà nó nhỏ thôi, chủ yếu là để một cái tivi với một cái sofa. Như vậy là đủ rồi. Rồi, tiếp theo là mình vào trong phòng ngủ. Cái phòng ngủ này là nó sẽ có cái này nè. Nó có được cái view như thế này nè. Wow. Ở đây cả nhà thấy là sẽ cái này là một khúc nó dư ra nữa. Nếu mà bình thường á, từ cái tường này nè nó sẽ cắt ngang qua luôn là coi như không có, nhưng mà do nó thiết kế là dư ra một cái gọi là cái view nhỏ nhỏ bên đây nữa. Cái này người ta nói là baby window hay gì nè. À, baby window hả? Có một cái cửa sổ nhỏ như thế này để mình ngắm cảnh thôi. Ừ. Em thấy là để gì ở đây em sợ nắng chiếu vô nó không xem đi window. Cho nên là chỉ dùng cái khuôn viên trong đây. Cái này là cũng sẽ làm những cái rèm như này để mở được, mở được chứ. Nè có cái chốt nè. Em kéo rèm thử coi. Nhưng mà ở đây bị cái là chủ nhà thiết kế kéo cái rèm á là chỉ có tới đây thôi cả nhà ơi. Tới đây thôi, nhưng mà ở làm viên gỗ chắc người ta sẽ thấy em luôn á. Cho nên là mình sẽ phải gắn thêm đó cả nhà. Đúng rồi. Khi mà mình dọn vào thì những cái nào mình thấy chưa vừa ý là mình phải xin phép chủ nhà để mà mình gắn thêm, tại vì dù gì đây cũng là nhà của người ta. Kéo xuống đi. Có thuê những cái căn hộ chung cư thì cái động nó cơ bản nó ra nó có một cái đèn. Ừ. Chứ không phải là cái đèn ở nhà. À, tới đây thôi là hết rồi. Rồi lỡ nhưng mà mình có làm cái gì đó trong đây thì bên ngoài cũng sẽ thấy hết luôn cả nhà. Thì ý là mình đi ngủ mình sinh hoạt này kia con cái thôi chứ em. Đây qua nhà vệ sinh nè em. Mình thấy khi phụ nữ đi chọn nhà thường hay sẽ chọn cái bếp và cái nhà vệ sinh đó cả nhà. Giờ mình vô trong cho cả nhà coi nha. Nhà vệ sinh này thật sự là người ta đã dọn sẵn rồi, nhưng mà một xíu nữa em sẽ dọn lại cái này nữa. Ừ. Em sẽ dọn hết lại cái này. Ở đây là thêm một cái nhà vệ sinh nữa nè cả nhà. Nhà vệ sinh này thì nó nhỏ thôi. Không, em thấy nó bự hơn nhà vệ sinh chính luôn nha. Anh thấy nó rộng không? Nó rộng. Còn cái chiều dài của cái căn cũ của mình á, mình chiều dài vô là chỉ có dài vào thôi. Còn cái này nó rộng ra ngoài luôn. Để lộn nó thoải mái hơn. Với lại cái này ở nhà là sẽ có máy nước nóng nữa nha. Chị chủ nhà chị cũng mới vừa lắp hai cái máy nước nóng nên rất là tiện lợi cho cái khi mà trời lạnh. Còn đây sẽ là phòng làm việc của Funny Home. Hiện tại là chỉ có một cái bàn làm việc thôi. View sao đồ. View sao đồ. Ở đây thì tường cát không có nắng chiếu vô, cái phòng này sẽ mát hơn phòng kia. Ê, cái phòng cũ của em nó có một cái bất lợi là khi mà buổi trưa chiều nắng nó rọi vào á, nó làm cho anh bị chóa mắt. Khi mà mình làm edit trên máy là mặt trời á nha, nó rọi thẳng từ đây vào nè, cho nên là rọi ngay vào mặt mình nên mình rất là chói mắt luôn. Em nghĩ là mà qua đây thì nó sẽ rồi nè. Phòng nào cũng có máy lạnh nè. Bật mí với cả nhà là phòng này cũng sẽ là phòng live stream của vợ chồng em luôn nha. Live stream đây, đây sẽ là góc này, em sẽ thiết kế sau và lúc đó em sẽ đúng rồi. Trong nhà sắp tới vợ chồng mình sẽ có những công việc mới cả nhà ơi. Nên mong cả nhà sẽ ủng hộ cho vợ chồng con và chồng em nha. Rồi. Thì phải giới thiệu luôn cái này chứ. Cái này rất là rộng luôn, rộng hơn nhà mình rất là nhiều. Đúng rồi. Nhà mình nó chỉ ra như đây thôi nè. Đúng rồi. Nhưng cái kè này nó được cái quẹo ngang qua nữa. Rộng anh ha. Em thử kéo cái sào đồ xuống nè. Hả? Mình hạ thấp xuống. Kéo được một cái. Hai cái luôn. À, cái này ghi lên. À, ghi lên, ghi xuống. Nhưng mà như vậy cũng rất là tiện luôn. Ừ.
cái này là để làm gì đây? Xả nước. Có nước không? Sao ừ. Cái gì? Có nước luôn. Nước này để tắm rồi sao mà cao? Cái này anh nghĩ là để lắp máy lạnh á, máy giặt á. Em nghĩ đúng không? Nhưng mà cao quá ha. Máy giặt người ta sẽ lắp nè cái ống để bơm cái nước xuống nè. Anh làm cho em một cái khung, một cái gì ở đây để em bỏ mấy cái đồ giặt giặt linh tinh đi. Mình phải đóng một cái kệ ngay đây đúng không? Ok. Có mấy hút bụi nữa. Ủa cái cây lau nhà. Có cái kho như nhà mình trên kia. Đúng rồi, mình phải thiết kế ngay cái này làm cái kho nè. Nhưng mà em sợ mưa vô á. Mưa ha. Ồ ở đây mình thấy được cái căn nhà bên trên người ta đang để chăn mền luôn nè cả nhà. Đó, nếu như không có cái rèm là rất bất tiện luôn. Thì cũng như là những người ở bên dưới người ta sẽ thấy được cái phòng này của mình. Đó nên mình phải có một cái rèm. Ủa em, cái căn bên trên không có rèm luôn em. Căn bên trên anh nghĩ là người ta đang dọn dẹp á, không ở, em thấy không? Đâu có rèm đâu. Mà người ta để đồ đó lắm. Rồi. Đây nhìn dưới thấy cái căn dưới kia luôn. Nè căn nào cũng phải lắp rèm như vậy chứ đâu cái nào mà thấy trơn à. Không có lắp rèm là thấy à. Ok. Rồi thì bây giờ bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ đem đồ xuống và mình dọn xong xuôi hết rồi đó. Mình sẽ quay lại cho cả nhà coi trước và sau khi mình dọn nha cả nhà. Và sẽ cố gắng xong trong hôm nay để ngày mai nấu con lên nha. 1 week later. Wow cả nhà ơi, thì tới hôm nay là đã sau mấy ngày kể từ khi mình dọn nhà rồi đúng không em? Đúng rồi. Hôm nay thì mới hoàn thành xong cái việc mà dọn dẹp trong đây cho nên mới có thể là làm một cái món, làm một cái mâm cơm để đãi mẹ. Đúng rồi. Ăn tại nhà mới. Thì cả nhà thấy cái không gian này với không gian cũ thế nào nè? Nó nhiều đồ hơn đúng không cả nhà? Tại đây. Vì chung cư á thì nó cũng sẽ nhỏ gọn như vậy thôi. Thì em cũng thích những cái bếp nó nhỏ gọn như vậy để mình có thể dễ dàng lau dọn á anh, dễ dàng dọn dẹp á. Với lại cũng chỉ có hai vợ chồng với lại hai đứa con thôi. Cho nên là cũng không cần phải làm quá nhiều. Cái này để chống dầu nè, bữa vợ chồng mình mua về để dán cả nha. Nhưng mà rất là vừa luôn. Đó, thì cái đây là cái không gian bếp, khu vực làm việc của em. Rồi. Còn đây, đây là mẹ vợ của mình là đang cắt ổi. Đúng rồi. Để chuẩn bị làm món tráng miệng cho bữa ăn nha. Ổi nhà, ổi vườn. Rồi. Chắc cả nhà ai cũng quen biết cái việc mà nhà em có trồng ổi này. Tại vì trên mâm cơm lúc nào cũng xuất hiện ổi anh ha. Đó, đúng rồi. Đây, còn cái khu vực này là em sẽ để hàng của em, để em đi hàng khi mà khách cần gấp á. Đó, cả nhà, ở đây là mình có món bánh tráng nè, rồi có khô gà, đậu phộng và chấm chéo luôn nha. Đúng rồi. Chấm chéo của anh Hải bên đây. Đó thì những sản phẩm này là mình đem đến thành phố để trong trường hợp mà những khách nào mà cần gấp á thì mình có thể là book Grab đi luôn á cả nhà ơi. Đúng rồi. Cả nhà chỉ cần alo em một tiếng thôi thì em sẽ book Grab ship cho cả nhà. Thì hiện tại bên em không có hỗ trợ free ship khi giao trong ngày, nhưng mà em sẽ hỗ trợ cho khách 20k tiền ship. Ok. Đúng sẵn rồi. Thì em ngồi xuống đây đi để mình giới thiệu qua những cái món bên mình bán đi. Cái này là vợ chồng em đập hộp. Thì đây, cái khô gà bên em nè, thì em đem lên thành phố để cho khách nào cần gấp á thì em sẽ ship luôn cho khách luôn. Cái khô gà này á em đang bán với giá là 140.000 một hũ như thế này. Đó, còn khi mà khách mua trên 3 hũ á em sẽ miễn ship luôn. Còn khách mua 4 hũ thì em sẽ giảm cho khách 20.000. Mua 5 hũ thì em sẽ giảm 40.000 và em miễn ship luôn. Nói chung là mình có 4 sản phẩm á thì cả nhà cứ mua những sản phẩm bất kỳ mà từ 3 sản phẩm trở lên đó là mình sẽ có những chương trình khuyến mãi. Đúng rồi. Bánh tráng cũng vậy, bánh tráng bên em là 5 vị gồm có là đậu thái nè, rong biển nè, muối tỏi nè, hành phi và phô mai. Hành phi và phô mai. Thì 5 cái vị này á, hiện tại em đang bán lẻ một gói như vậy là 22.000. Nhưng nếu mình mua combo 5 gói như vậy chỉ còn lại 89.000 thôi. Đó. Thì mình mua một cái combo như thế này được gọi là một sản phẩm. Mấy anh, cô chú anh chị có thể mua một sản phẩm bánh tráng, một khô gà, một đậu phộng là bên em miễn ship luôn nha. Đó là cứ 3 sản phẩm là miễn ship nha. Đúng rồi. Ngoài ra là còn có chấm chéo của anh Hải Spa TV bên góc kia nữa nha cả nhà. Và em còn... cả nhà, nếu như cả nhà muốn dùng gấp á, chỉ cần alo cho em thôi. Qua số điện thoại. Qua số điện thoại là 0842221578 hoặc là số điện thoại 0844020114 nha cả nhà. Đây đậu phộng bên em nha.
Rồi, mong quý cô bác anh chị ủng hộ sản phẩm bên Funny Hùng nha. Và tiếp theo mình sẽ đi qua khu vực ở bên đây. Ở bên đây mình bày như vậy, cả nhà thấy có ổn không? Đó, ghế sofa nè, bàn học cho con của mình nè, bàn ăn, tivi, bàn. Ghế sofa này là gấu bông của mấy đứa con. Tụi nó rất là thích gấu bông luôn. Đó, cả nhà ơi, ra tới ngoài này là một không gian cũng rất là mát, nhưng mà buổi trưa thì nó hơi nắng một xíu. Ồ, ra ngoài này thì ISO nó hơi... Đó, cả nhà thấy không? Mình ở đây là chung với rất là nhiều block đó cả nhà. Và là những cái tòa, rất là nhiều tòa nhà khác nhau. Tiếp theo, mình sẽ vào bên trong phòng ngủ. Thì cả nhà ơi, chung cư ở đây thì mình chỉ đang thuê với một cái căn trung bình thôi. Cho nên là nó chỉ có những cái cơ bản như thế này, ví dụ như là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh giống bật nhỏ lên. Nhỏ gọn gọn như thế này thôi. Bật lên nào. Đó. Mỗi phòng thì mình hai phòng ngủ, cho nên là được hai phòng vệ sinh. Còn bên đây là phòng ngủ của vợ chồng mình với hai đứa con luôn. Phòng ngủ của vợ chồng mình với hai đứa con. Đó. Thì phải kê hai cái giường, hai cái nệm nha. Và cái nhà thấy hôm nay có sự khác biệt á, là có thêm hai cái tủ nữa nè. Đúng rồi. Ôi, hai cái tủ này hôm bữa là mình cũng phải chật vật lắm để mà khiêng vào cả nhà ơi. Phải tháo ra. Lắp đúng lại. Rồi. Rất là cực luôn. Thì bên đây là thêm một không gian nhà vệ sinh nữa nè. Mình chỉ xếp cho nó gọn gàng như vậy thôi. Tại vì mình ở đây thường là ở tới cuối tuần là mình cũng về quê rồi. Đây là cái góc unbox của vợ chồng em. Wow. Đây là em đầu tư đèn luôn. Xong rồi em sẽ đầu tư những cái vật nhỏ nhỏ xíu xíu như thế này nè. Cả nhà có thể qua bên kênh TT Funny Hùng ở nhà, mình để cái link ở đây nè. Mình để cái hình đây, cả nhà qua đó để mà xem những cái clip mà mình unbox. Và nếu mà cả nhà thấy sản phẩm nào mà gọi là phù hợp với mình á, cả nhà có thể bấm vào giỏ hàng để mua nha. Đúng rồi. Đây thì mình phòng làm việc của anh Hùng. Phòng làm việc của anh Hùng cũng đơn giản thôi, cả nhà chỉ có cái máy tính thôi. Đây cái chỗ mình hay edit clip nè cả nhà. Đơn giản như vậy thôi. Thì vợ chồng em á, phương châm là gọn gàng, sạch sẽ là đủ rồi. Đúng rồi, không cần phải phòng to cả nhà ơi, chỉ cần nhỏ nhỏ thôi. Còn ngoài này? Ngoài này thì là... Wow, hả? Thấy chưa? Trời mát luôn. Mình mới ra đây đứng mà gió nó lùa vào mát quá. Ở đây thì em dùng để phơi đồ, giặt đồ, với lại lúc nào mở cửa này ra gió luồn vô rất là mát luôn. Đó. Rồi, thì nhà của em nó chỉ nhỏ nhỏ bé bé như vậy thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ ra ngồi ăn và mình cùng trò chuyện để mình tâm sự thêm về cái việc mà vợ chồng mình chuyển nhà trọ ha. Chuyển nhà nha cả nhà. Ok. Cả nhà ơi, sau khoảng mấy ngày thì bây giờ nhà mình cũng đã dọn ổn thỏa rồi. Thì hôm nay là vợ mình và mẹ vợ mình là đang nấu một món ăn. Món này thì gọi là món cá hú. Cá hú kho. Nhìn màu sắc nữa cả nhà. Hôm nay mình sẽ ăn cơm nhà và một vài món đặt ở ngoài. Rồi. Đãi mẹ. Gọi là hồi sức. Gọi là hồi sức cho mẹ và vợ sau khi dọn nhà cả nhà ơi, chuyển nhà. Rồi, bên đây là canh chua cá hú luôn. Cái này chưa xong đúng không? Chưa xong, em còn bỏ rau nữa. Em còn bỏ rau nữa. Nhà thấy góc bếp này sao? Đó, lát nữa mình sẽ quay sơ qua cho cả nhà con nha. Thì chỉ có hai vợ chồng và hai con thôi, cho nên mình ở cũng đơn giản lắm cả nhà ơi. Wow, thơm quá. Nóng lắm nha. Và mình đã cho giá với lại rau muống nè, thơm nè. Những món chuyên để nấu canh chua cả nhà ơi. Mà hôm nay mình không ăn canh chua cá lóc mà mình ăn canh chua cá hú. Món canh chua này kết hợp với nhiều loại cá em ha. Đúng rồi. Nói chung là canh chua cá là em thấy ngon nha. Cá lóc cũng được mà cá hú cũng được. Cá dứa cũng được. Hồ nồi canh thơm quá. Bỏ rau thơm vô. Rồi bây giờ thì múc ra đi. Múc ra một cái tô để chuẩn bị ăn thôi. Đói bụng quá rồi. A few moments later. Xong rồi cả nhà ơi. Hôm nay cũng mẹ vợ mình với lại vợ mình là cũng dọn dẹp nhà rồi chuyển nhà phụ, và bên cạnh đó là cũng là người nấu ra món ăn luôn. Thì hôm nay mẹ giới thiệu giùm con những món trên bàn với mẹ. Dạ. Chào cả nhà.
Rồi. Thì bữa nay thì mình có là làm món gà nướng ăn xôi, bánh bao, cá hú, cá hú kho. Cá hú kho. À, mình làm cũng ba món thôi. Dạ. Ăn với cơm thôi mà. Ăn với cơm rồi. Đây. Rồi vậy là con thiếu món rồi. Thiếu có món đậu ăn với cơm là ngon á. À. Để em đi lấy nha. À, rồi đi lấy đi. Quên đó. Con lấy miếng đậu nó lá mình ăn chung với cơm rồi mình ăn mình chung. Thường người miền Tây á người hay ăn cơm với đậu này nè. Ừ. Để em bỏ ra chén đi. Đây đậu nha cả nhà. Cả nhà ơi, cái nhà mình ở trên đây á thì cũng có hai vợ chồng với hai đứa con thôi, cho nên chén dĩa gì nó cũng hạn chế đó, cho nên là chỉ vừa đủ thôi. Đúng rồi, ở đây mình ở chung cư nên cũng ít có người đến thăm hay là đến ăn uống lắm cả nhà ơi. Đúng rồi. Rồi giờ thì ngồi xuống cùng ăn nào. Thì ngoài những món ăn đó ra là mình còn chuẩn bị thêm rau nữa cả nhà ơi. Cái rau này để ăn với lại nước. Dạ, ăn lại cá, chấm với cá nè cả nhà. Và không thể thiếu món ổi. Mẹ mình có để lại cái hột cho mình nè, mình rất thích ăn hột. Cái ruột ổi. Cái ruột nó ngọt. Mẹ mình thì ở dưới quê á hay ăn cá rô á với lại cá lóc. Chứ cá hú này mẹ ít ăn lắm. Cho nên bữa nay ra chợ mình thấy cá hú là mình nghĩ ra liền hai cái món này. Rồi, vô nha. Dạ rồi, mời cả nhà cùng ăn nha. Đấy. Anh thấy là mình nên ăn món gà trước em ơi. Ok. Ê vậy hả? Vậy chắc em phải bỏ cơm vô lại quá. Đây cái nước sốt này nè, mình sẽ rưới lên. Đâu. Đây. Ừ. Rưới cay không? Không có cay, không nước cay. Sốt này là nước mắm. À. Vô. Trời ơi. Mình sẽ rưới cái nước sốt này lên. Nhưng mà thì những cái món mình ở ngay chung cư vậy á thì cũng có nhiều gia đình á người ta sẽ nấu và đăng lên cái hội nhóm á. Ừ. Để mà người ta bán những cái món ăn mà người ta làm được á. Sáng như mình ăn mì quảng nè, còn bây giờ mình ăn cái món gà nè cả nhà. Đó. Xong rồi cái mình sẽ chấm với cái này. Nếu như ai ăn cay thì chấm với cái này. Và nếu như mà không ăn cay thì mình sẽ ăn với cái này là đủ rồi. Mẹ rồi, ăn thử đi. Mời mẹ ăn trước đi. Đây. Mời mẹ cái đùi hay gì đi. Mẹ cái đùi đi. Nhiều quá hả? Nhiều thôi, bao mấy cái kia đi. Cái miếng nào. Vậy cái người, cái thân đi. Mẹ đó, miếng gà nhìn thật là màu sắc đẹp quá cả nhà mình ơi. Hiểu ý mẹ mình là mẹ mình rồi, ăn mời cả nhà nha. Rồi mời mẹ. Rồi mẹ mời con nha. Dạ. Đó, mẹ mình ăn rất là ít cho nên là đưa cái đùi là mẹ từ chối liền. Dùng này lên mẹ phụ dọn dẹp vậy đó. Xong rồi là cũng phải vượt qua để lo công việc. Đúng rồi. Lát nữa mình cũng chở mẹ ra bến xe cả nhà để đón xe về chứ đi cái đó thì nó tiện á, đi xe buýt á, một chuyến là chạy về tới nơi rồi. Anh hai cái đùi này chừa lại cho hai đứa nhỏ. Còn lại mình ăn. Rồi ăn đi. Hai công chúa đi. Hai cô công chúa nhà mình đi. Nè mẹ chấm cái này nè. Thử coi ngon không? Chấm em. Hai bé con của mình thì bây giờ đang đi học. Thôi vô. Đặc biệt chung cư ở đây á là người ăn rất vừa miệng luôn. Ăn được rất là ngon. Tính ra trong chung cư cũng toàn cao thủ nấu ăn. Món này ăn rất là ngon. Xôi này mẹ, ăn xôi lắc. Ừ. Ôi xôi này là xôi lá cẩm. Xôi lá cẩm. Lá cẩm. Cho anh miếng coi. Chồng em thì cực kỳ mê ăn xôi luôn. Mình mời cả nhà nha. Hồi xưa em ăn xôi á, một gói xôi là 5.000, ảnh là ăn 20.000 xôi. Ăn xôi mặn ngày nào cũng được nha. Ăn trường kỳ luôn. Rồi công nhận chồng em ăn thích ăn món nào sẽ ăn món đó hoài luôn. Cái xôi này ăn thêm với gà nữa thì nó sẽ ngon nè. Nhưng mà nó hơi bị cứng ở cái lớp bên ngoài, nhưng bên trong thì nó vẫn mềm. Cứng là sao con biết không? Dạ. Yeah. Nó ngại tại vì trời nắng quá đó. Cái yeah. cái lớp trên của cái miếng xôi nó sẽ cứng. Dạ. Yeah. Nó khô quá. Nó bị khô. Đúng rồi. Ngon nè. Chứ trong thì nó dẻo. Cái phần gà này là bao nhiêu em? 210. Ừ, cũng ổn á cả nhà. Đúng rồi. Một con gà, 4 cái bánh bao với lại một phần xôi. Vừa được xôi, vừa được bánh bao, vừa được gà nữa. Ừ. Có rau ăn kèm nữa. Rất là ngon luôn. Ăn rất là ăn bị cuốn anh. Ừ. Rất là ngon. Nhưng mà
Em có thể chia sẻ là thời gian qua dọn dẹp nhà như vậy á, thì sự mệt mỏi thế nào, sau khi dọn xong thì cảm giác thế nào? Trước đó thì vợ chồng em á cũng gom lại từng từng khu rồi, nhưng mà cái bếp là chưa có gom. Thì mẹ em lên, vợ chồng em vừa mới đi đi xuống lầu để làm mấy cái thủ tục này kia, lên là mẹ em dọn hết trơn. Mẹ dọn cực kỳ có nhanh kinh luôn nghiệm á. Dọn cực kỳ nhanh. Em suy nghĩ trời, em biết cái đống này em dọn từ đâu luôn á, tại nó rất là nhiều thứ lặt vặt linh tinh. Sau đó là lên đây nè, mẹ cũng bỏ vô từng cái từng ngăn hết. Mẹ gom cái nào ra cái đó. Đúng rồi. Nên là khi mình dọn mình dễ nhớ khu vực nào là mình chỉ để cái đồ đó thôi cả nhà. Bởi vậy không có mẹ phụ, em nghĩ em với anh dọn chắc còn lâu mới xong. Cũng như mình gom trong khu vực bếp nước mắm đồ niêm đồ này kia là mình để một chỗ. Dạ đúng rồi. Rồi cái gạo, rồi hũ gạo, rồi thao, nồi xôn, rồi tơ. Làm gì đâu mà nguyên có thùng giấy. Cả nhà biết không, cái nhà nhìn nhỏ như vậy thôi nha, nhưng mà đồ cũng dọn rất là cực luôn á. Mẹ em lên là, nhưng mà dọn á, mẹ em phải về chứ năn nỉ ở lại không ở. Ở lại biết sao, nhớ ông ngoại. Nhớ ông ngoại. Dọn hết xong rồi á, bỏ vô thùng xong rồi cái mình phải dọn vệ sinh nhà đó được mình trả cho người ta nữa. Làm trong vòng có hơn buổi. Đúng rồi, hơn buổi à. Hơn buổi. Có cái khâu làm cái tủ thì nó lâu thôi mà. Đúng rồi. Mở ra thì lâu thôi, chứ hai mẹ con làm là đi qua bên nhà mới xong là bắt đầu mình dọn vô. Vô là ngăn nắp đâu đó đàng hoàng hết. Là tới xế 2 giờ là xong. Dạ. Cả nhà mỗi lần dọn nhà thì thấy thế nào? Nhưng mà riêng mình thì mà lần này mình dọn rất là nhanh và mình cũng vừa ý. Tại vì mình dọn cái căn này là ở cùng tầng đó cả nhà, nên lên xuống thang máy thôi, chứ không cần phải đi ra ngoài, không cần phải xin giấy. Chứ mà mình chuyển qua một cái block khác á, cái tòa nhà khác á, là mình phải kéo ra ngoài rồi vận chuyển cái nệm á, nó cà cà dưới đất. Trời ơi cực lắm. Với lại anh biết nhiều không? Con cái mình nữa. Phải có thời gian để bỏ nó về dưới nhà ông ngoại chăm rồi mình mới lên đây được. Vợ chồng em là làm cái gì là phải làm cho xong trong ngày vậy đó. Đúng cực rồi. Lắm. Vậy chứ cũng đuối. Tại vì làm đâu nghỉ trưa. Làm sao ạ? Làm tối mẹ ngủ đó. Tối mẹ ngủ đã không mẹ? Tối ngủ ngon. Ngủ một giấc là tới sáng luôn. Ngủ mê man luôn. Này, giờ mình ăn thử món cơm cá hú nha cả nhà ơi. Anh Hùng á thì sẽ rinh những cái vật nặng. Mình với lại anh Mạnh á, anh Mạnh là người mà giới thiệu mình nhà nè cả nhà. Anh nó cũng nhiệt tình lắm. Mình với ảnh là cùng khiêng mấy vật nặng như cái tủ nè, đó, rồi cái máy nước nóng lạnh nè, rồi cái máy giặt, đó, những cái đó đó cả nhà. Nặng. Sofa đồ nặng lắm. Đặc biệt là cái tủ quần áo á. Cái tủ quần áo đó là cả nhà biết sao không? Mình kéo qua cái khung cửa không có vừa, cho nên là mình phải tháo hết ra. Xong rồi mình xuống mình gắn lại. Là cũng nhờ anh Mạnh đó làm luôn cả nhà ơi. Nếu mà anh Mạnh có coi được clip thì cho em gửi lời cảm ơn. Nói chung là em thấy là mấy bạn mà giới thiệu nhà ở đây á, rất là nhiệt tình luôn. Đúng rồi. Trời ơi, giới thiệu rồi còn dọn nhà phụ nữa nha. Rất là cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ vợ chồng em xuống được căn này. Và hiện tại thì chung cư á, tìm nhà rất là khó luôn. Tức là tìm nhà ưng ý mình á, nhà thì có nhưng mà ưng ý mình thì khó. Em thích ăn hành với cái này lắm luôn. Vô. Hành với cái nước á. Nước cá hú, ăn thêm miếng cơm cho nè. Cực kỳ thấm luôn. Đâu, em cá cũng... đâu. Để thấm. Cá ra nè, mời mẹ nè. Để em bới cơm cho mẹ trước. Bới cơm cho mẹ đi. Cá này á, con em cũng thích lắm. Bé nó mê ăn cái da ăn cá này. Đúng rồi, da cá hú nó không có bị tanh. Mình thích ăn da cá hú hơn là như cá lóc á, thì nó đâu, cái da nó đâu có ấy đâu ha. Nó như lớp vảy vảy thôi, còn cái da này là nó trơn nè. Nó không có dai bằng cái anh biết cái này là cái gì không? Đâu? Cái nước trong này nè. Nó từ mỡ cá ra đó cả nhà. Em không hề bỏ một miếng dầu nào vô đây. Ồ. Mấy con cá này mỡ lắm, cá hú cái bụng của nó đó. Cá mỡ cũng. Ôi ôi.
Không, em... mà cá này á, về á, là con là bỏ một miếng muối với con nặng mấy trái tắc lên. Dạ. Là con rửa là cái da nó sẽ là sạch rít luôn, không bị tanh. Dạ. Ừ. Đó kinh nghiệm hả nhờ. Ừ, đây cũng ngon nhất cho mẹ. Không, mẹ không ăn ít đâu. Sao cả nhà béo quá. Béo. Không, thường những người tuổi trung niên cả nhà thì thường sẽ ăn ít thôi. Nên mẹ mình cũng ăn vui cùng với vợ chồng mình thôi cả nhà. Tại vì mẹ là ít có ăn mà cá da trơn. À, đúng rồi. Mẹ ăn là cá cá rô, cá lóc. Mẹ cá trê nhà, trê vàng nhà mẹ cũng ăn. À, mẹ không thích ăn cá da trơn. Đây ăn miếng thịt đi mà. Vô. Ừ, cá này nó mặn mặn vậy ăn chắc là mấy chén cơm luôn á. Mẹ nhận xét sao về món mẹ nấu? Không, mà ví dụ mà cá này là như mẹ thấy muối với là tắc á, mẹ nặng vô trong cá vậy á, rửa là nó không có mùi. Dạ. Có mùi á. Ừ. Khi ăn thì cũng được, mình cái cũng được. Dạ. Nhưng mà ăn cái đó hơi ứng ứng, mình bỏ đậu vô là đúng rồi, đúng rồi. Đậu. Ở dưới Long An cả nhà, không biết mấy chỗ khác sao chứ mà ở nhà, ở ngay cái khu cái xóm nhà vợ mình ở dưới đó là thường hay ăn cơm đậu phộng lắm. Đúng rồi. Tại vì dưới đó người ta trồng đậu phộng nhiều lắm cả nhà. Hồi nên... nào là nhà mình cũng có một củ đậu phộng rang là ở trên bàn đó. Dạ đúng rồi. Ăn canh là mình cũng ăn vừa đậu xong cái mình ăn canh được cũng ngon. Dạ. Anh. Đâu. Vô. Ừ, đã nha, miếng mỡ đó. Em cực kỳ mê đấy luôn. Cả nhà ơi, có ai thích ăn cái mỡ cá hú như vợ chồng mình không? Chắc là nhiều người lắm đây. Mỡ cá hú ngon không bộ? Ơi, mỡ hú có mập không? Hên xui nha. Không biết nữa. Không, mà biết con nữa. Nhiều quá là cũng không được, lâu lâu rồi mình ăn ăn thì được. Dạ. Em bữa đó em phải chấm thêm với rau, em chấm vô. Đúng rồi. Rau chấm với nước. Chấm với nước đúng không? Chấm rau nó sẽ bị mặn. Nè, ở dưới quê mình cũng hay ăn kiểu này nè, lấy rau à. Có rau xà lách nè, rau diếp cá nè, rồi tía tô nè cả nhà đó. Mình chấm với cái nước, mình múc ra một cái chén nước như vậy là để mình chấm. Đó. Mình ăn gì á, ăn có rau gì thì mình ăn nó đỡ ớn. Đúng rồi. Dạ. Cái mình ăn cá không thì nó ớn. Ok. Thì sẵn đây em có thể chia sẻ là lý do tại sao mình chuyển nhà đi không? Cả nhà ơi, hồi đó em xuống đây lúc đầu á, em ăn xong em trễ nè. Cái lúc mà em quyết định mà dọn lên thành phố ở chung với Nùng á, thì em nghĩ trong đầu á là chắc là mình sẽ thuê ở đâu đó ở 20 năm. Thì em không nghĩ tới việc là em sẽ phải dọn nhà mỗi năm như vậy. Xong hôm bữa một ngày đẹp trời chú gọi cho anh Hùng thì chú nói là chú tiếc quá, chú lấy lại nhà thì cho con của chú ở, thì vợ chồng em cũng đi tìm, nhưng tìm nhà nói chung là vẫn muốn ở trong chung cư thì chung cư nó an toàn hơn đó. Thì em không nghĩ là em phải dọn đi anh, trời nó buồn mà nó tiếc gì đâu luôn á. Em thích cái nơi nào mà em ở á, em gắn bó vậy á, thì ở 2-3 năm, 4-5 năm cũng được. Tại vì bây giờ hiện tại nhu cầu của vợ chồng em chưa có muốn mua nhà. Đúng rồi, cái gì? Chỉ muốn dành dụm tiền đó để làm việc khác. Chính đầu xác. Tư YouTube này kia nè. Cho nên mong là cả nhà sẽ ủng hộ cho tụi em trong thời gian sắp tới. Đúng rồi. Với cả nhà biết sao không? Thời buổi này á, là cũng kinh tế khó khăn. Thì mình được chia sẻ là cái gì là mình cũng thắc mắc tại sao giá nhà không giảm. Thì mấy anh chị nói là do là kinh tế khó khăn á, nên người ta không có mua nhà nhiều. Thay vào đó thì người ta sẽ đi ở thuê thôi, cho nên cái nhu cầu người ở thuê tăng cao nên giá nó sẽ vẫn giữ nguyên hoặc là nó tăng thôi, chứ nó không có giảm đi cả nhà ơi. Cho nên mình qua căn bên đây mình thuê là giá là 13 triệu á cả nhà. Nhưng mà nếu tính luôn phí dịch vụ rồi tiền xe rồi tiền điện nước luôn á thì một tháng là phải trung bình tầm 16 đến 17 triệu á cả nhà. Ở ngoài ví dụ mà mình bỏ ra 13 triệu mình thuê là được căn biệt thự luôn á em. Đúng rồi. Đó, nhưng mà mình ở trong đây thì nó sẽ an toàn hơn. Với lại cuối tuần mình về quê mình cũng đỡ phải coi nhà. Rồi, giờ là tới. Lấy ra thì phải ăn thử đi chứ. Em ăn
Cái này là để chấm mắm đúng không? Đúng rồi. Rồi bỏ ra đi. Nhưng mà thật sự luôn, cái mong ước của vợ chồng em á là sẽ được ở về quê ở. Ừ. Mấy Hồng Giang ở dưới quê nè. Rồi có thể về quê nuôi nuôi con này con kia anh ha, xong mà trồng rau. Thì thật sự luôn là cái mức sống ở dưới quê nó thấp hơn ở trên thành phố. Ừ. Nên là em thấy là sống ở dưới quê á, cảm thấy là trong người mình nó nhẹ nhàng hơn, nó đỡ áp lực hơn. Nhưng mà vì cái tương lai của con á, cho nên là mình phải lên thành phố để cho nó đi học. Đúng rồi. Và khi mà mình có con rồi á, mình mới thấy là mọi thứ nó khó khăn cả nhà ơi. Nó phải dành nhiều thời gian hơn cho con và tiền bạc chi phí này kia nhiều hơn. Nếu mà chỉ có hai vợ chồng thì mọi thứ đều rất là đơn giản, có khi một tháng mình đi du lịch một lần cũng được nữa. Đúng rồi. Cả nhà có ai giống em không? Là khi mình đang ở dưới quê á, một cái không gian cực kỳ rộng lớn luôn, mình lên thành phố mình ở trong chung cư, có ai giống em là sẽ bị gọi là tâm lý á, bị ngột ngạt á. Giống như là giờ lên xe hơi mà đóng cửa lại kín mít là em chịu không nổi luôn á. Em nghĩ chắc là sẽ có nhiều người giống như em. Như mẹ nè, mẹ ở đây đứng tuần đi. Không quen được. Mẹ thử ở đây em tuần đi. Ừ. Mẹ ở mấy ở đâu thì mình sẽ quen đó thôi. Mẹ thì sống thì ở quê thì quen rồi. Mẹ ăn thử. Ăn thử đi, ngon lắm. Ở quê như ví dụ mẹ rồi cái làm cái mát mát, cái mẹ ra cái mẹ chăm sóc ba cái ổi, rồi cây ở nhà. Dạ. Cây ăn trái. Đó giống như mẹ đang vận động á. Còn cho khỏe người. Đúng rồi. Nắng thì cứ mình nghỉ, mát mình ra mình quăng. Dạ. Mình chăm sóc cây rồi này kia. Chứ trên đây chỉ có tới luôn hả? Ở trên đây là mẹ thấy gì đâu mà cứ nặng lên. Thấy trời ơi, làm như là muốn bệnh luôn. Dạ. Ở vậy, nhiều khi mẹ em lên á, mà mẹ em kêu về về con ơi. Ừ. Mệt quá. Dù không nói. Dù là rất là nhớ và thương cháu nhưng đúng mà rồi, lên đây bà ngoại cũng phải về. Nhưng mà có Sunny ở nhà thì bà ngoại còn ở lại bữa. Ừ. Ở lại bữa hai bữa được, mà Sunny giờ đi học bột bà ngoại nhà ta nằm lên nằm xuống không à, buồn quá. Cả nhà ơi. Tính ra là giờ con gái không bằng cháu luôn. Giờ con gái ở nhà với con gái không chịu. Ở nhà với cháu mới chịu. Thì chứ sao? Cháu okay, là trên hết. Dạ. Ăn một miếng canh với lại cơm nè. Đã ha. Ngon. Anh đói không? Đói. Cho anh ăn miếng, cho anh miếng gà đi. Gà anh ăn ha. Cái gà là mình ăn bóc được. Okay, miếng này ha. Rồi ok. Cho mình xin phép mình ăn miếng gà nha ơi. Nói chung mình lên đây á, rất là thèm món ăn mẹ nấu. Ừ. Cho nên là cuối tuần là thứ năm là vợ chồng em về quê rồi. Về liền. Về liền. Dù là thứ sáu á là con còn phải đi học á, nhưng mà thứ năm nhưng mà nói chung là cũng tiếc một ngày nghỉ của tụi nó cũng tốn tiền á cả nhà. Nhưng mà vẫn muốn về quê hơn. Sao bây giờ hai mẹ con no chưa? Nói chung là hai mẹ con em ăn ít lắm. Ừ. Chủ yếu là nấu lên để cả nhà mình cùng ăn, anh cùng ăn nè. Ừ. Vậy bây giờ thôi mình qua món tráng miệng đi. Okay. Xong rồi mình cũng kết thúc clip luôn. Vậy là xong một ngày dọn nhà. Anh biết á, khi mà em rủ mẹ lên á là ba kêu cho ba lên chứ. Vậy hả? Tại vì sao mẹ ba chịu không nổi. Anh có vậy không? Có. Anh đang suy nghĩ. Có. Anh đang suy nghĩ với cả nhà ơi. Dù nó có nhưng mà không dám nhìn thẳng mình nha. Trời, làm gì sợ. Nói chung vợ chồng mà em ở đâu thì anh ở đó chứ. Chỉ nhiều trường hợp bất đắc dĩ thì mình mới phải xa cách thôi. Hồi xưa là em vợ chồng em cưới nhau là 4-3 năm không ở chung anh ha. Gần 4 năm. Tại vì mình phải đi quay clip ăn ở thành phố á. Còn cho em nên là thì đâu phải là cứ đi quay rồi chạy về quê đâu cả nhà. Đúng. Mình đi quay mỗi ngày. Một tuần mình về 1-2 ngày vậy đó. Vợ chồng em từ khi cưới tới giờ là đến bây giờ mới ở chung. Đúng rồi. Cho nên là nhiều khi nó giống như vợ chồng son anh ha. Hay cãi nhau. Nhưng mà lấy nhau hơn 5 năm rồi mà cũng chưa có cãi nhau nhiều. Ở chung được 1 năm. Nhưng mà kiểu như cãi nhau là cách để mình hiểu nhau hơn đó cả nhà.
Cá này rồi không? Chấm vô nào. Chấm ít ít thôi nha, mắm này mắm nguyên chất nên mắm này. Em chỉ ăn được mắm này thôi nha. Mắm Hưng Thịnh, Hưng mắm Hưng Thịnh. Rồi ăn ổi đi mẹ. Ăn miếng ổi mẹ ơi. Trời ơi, ở trên thành phố mình sống ở nhà mình á là nhiều khi ăn nó vô bới tô cơm ra ăn thôi, nhưng mà về quê ăn ở những bữa cơm ở dưới quê thì có đầy đủ lắm. Đó. Có món tráng miệng, có rau rồi này kia nữa cả nhà, ăn sẽ bày lên nhiều món để cùng ăn. Mời cả nhà ăn ổi nha. Đây ổi này, ổi Nữ Hoàng hả mẹ? Không có, ổi này ổi lê. Ổi lê nó bự lắm. Thì mẹ cắt như vậy nè, mẹ lấy vỏ thôi, không có ruột để cho con. Dạ, nói cái ruột nè. Cái này hình như hai trái hả mẹ? Ba trái. Nhiều ghê nhiều luôn á. Trái bự. Cái này chấm thêm muối tôm nữa. Đúng rồi. Tuyệt vời. Nó có hơi cái vị chua chua xíu. Ừ. Nhưng mà ăn nó rất là ngon. Vậy chứ ai cũng mê ổi nhà mình á. Ta nói làm như mình ở cái vùng đất đó là có đất phèn hay sao á. Ổi ngon, bưởi cũng ngon. Thổ nhưỡng tốt. Ok, thì chắc clip này mình cũng xin phép mình kết thúc ở đây ha cả nhà. Thì trong thời gian sắp tới là vợ chồng mình sẽ có thể là sẽ tiếp tục hoạt động lại trên kênh chính này cả nhà. Đó, mình cũng sẽ ra ngoài mình quay những món ăn nhưng mà theo một cái phong cách khác. Thì phong cách có thế nào thì cả nhà cùng đón xem cái clip vào ngày mai. Đó, ngày mai thì có thể là sẽ có clip vợ chồng mình đi ra ngoài ăn cả nhà ơi. Và qua clip này thì cũng cảm ơn mẹ đã lên đã cùng vợ chồng con dọn nhà phụ dọn nên rất là nhanh luôn, nên là cũng có một mâm cơm nho nhỏ mời mẹ ăn cùng để cho cái clip nó thêm vui. Còn bây giờ thì mình xin phép kết thúc clip ở đây nha cả nhà ơi. Thì anh em mình có cái fanpage trên Facebook đó, nhiều người yêu mến như là muốn cập nhật các sự kiện mini game event thì hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả và mọi người hãy đăng ký luôn cái kênh Funny Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của em mình là Funny Hùng 116 và Võ Sư Lộc. Và hai TikTok ngắn là Phân Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Phân Đi Hùng. Trong thời gian sắp tới, nếu như các bạn có bất cứ thử thách nào hãy để lại bình luận dưới comment mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho nhà cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn. Chào cả nhà. Yeah.